Đây nha cả nhà ơi. Đó, để con Tuấn Nguyễn bước xuống xe. Cái gương mặt như thế nào cho mọi người? Rồi mọi người sẽ có kết quả chuyến đi. Gia đình Nguyễn là ai vậy? Anh Đinh Đình mình đó, chị Ly Ly đó. Trời, nói Ly Ly đi với gia đình Nguyễn là ai? Ai biết là ai? Sửa tên lại đi anh ơi. Ly Ly. Có cái Ly ngay giữa. Ly Ly có cái Đinh ngay giữa. Anh có bạn. Chị Ly Ly nãy hỏi anh ca đu bếp xong chỗ kính có đau không? Rồi. Trời giá bao nhiêu quá. Đó, đúng. Nó ăn nhiều, nó ăn đi mệt quá rồi. Cho tôi mệt mỏi lắm rồi. Công việc của tôi nó mệt mỏi rồi, trời ơi, trời dính vô ba vụ này nó khùng luôn không? Dạ đó, anh Bo nói nè, canh thang nặng ơi, giờ mới bắt đầu thôi, chưa có bằng chứng mà anh. Thì nói chung để bên kia có bằng chứng, bên kia giải quyết đi. Thôi mà bên kia tự giải quyết đi, tự nói gì nói đi, không có liên quan. Tính Nguyễn, trời ơi, trời đừng lo, Tính Nguyễn vô nữa mệt lắm. 700 ngàn gì đó là tự giải quyết đi. Tự giải quyết rồi lấy tiền lại đi, chứ Tính Nguyễn không có dính vô đâu. Ăn rồi cũng hết ị hết, thôi kệ hai nhóm kia đấu đá đi. Rồi cảm ơn anh chị góp ý nha. Một cái kèo của anh Lâm Nguyễn là bây giờ là từ quán Di Sơn, anh ấy viên chạy thẳng lên đầu đường rồi chạy về lại, ai về phía trước lấy 5 xị. Trời ơi, giờ anh có cầm trạng không? Có cầm trạng chơi không? Có, để bữa nào có cầm trạng thì chơi cho nó hết mình, chứ bữa nay nó không có cầm trạng. Một chiếc xe 1 gì 1 năm đứng cấp không được đây mà có chút xíu à, chạy thẳng lên chân chạy. Ủa, đi dí một vòng cũng được. Dí một vòng cũng được mà. Mà quan trọng là ai nhanh ai chậm thôi. Thì nhiên chạy lẹ. Ai nhanh lẹ anh đi 5 xị. Đó, anh Lâm Nguyễn lên kèo. Anh Tuấn cũng chạy nhanh lắm, nhau mà giỡn rồi đó. Ủa, gì chị Nhiên chạy hới nè. Chị chạy lại không? Dám chạy lại không? Giờ thử thôi. Dĩ nhiên không vừa đâu, dĩ nhiên sợ là dĩ nhiên bữa đâu có chọc anh Tuấn Nguyễn chạy đâu. Mà anh về cà khịa lắm. Ôm đi nha. Ủa, người ta đưa ra cuộc chơi mà cà khịa là sao? Trời ơi. Đúng đó, rồi. Đụng cái chị tôi hả? Chạy đi mấy. Bây giờ là ông không có tinh thần chạy 700 đô gì vụ gì đó. Giờ bỏ qua cái đó đi chạy đi má ơi. Ờ, chạy đi má ơi kìa, đó. Đó, hè nghe 500 chạy đi má ơi. Cái này là lấy 500, nó còn lấy vô câu. Số 2 nha mọi người. Bỏ kèo là 500 là em. Nhưng mà hỏi có chạy không? Bây giờ ai làm đâu biết bữa sau. Không có, tức là dự đoán thôi. Giờ ai thắng thì lấy 5 xị ngay giờ luôn. Đó. Anh Lâm Nguyễn lên kèo. Cái bài gì đi, kêu tôi đi tôi bài chạy. Không chạy. Câu gì vậy? Cái này là không chạy được rồi đó. Đúng rồi anh Khang Đặng ơi, hay quá anh ơi. Nhóm bây giờ vui quá rồi, em nói vậy mong nhóm cẩn thận với. Ok nha anh Nhàn Võ. Hôm qua anh coi clip Dĩ Nhiên chảy lòng mà mất cười, nó cười quá trời cười luôn. Dĩ Nhiên chảy lòng vì cái mối tình mà. Chơi trò chơi cho vui đi nhóm, đúng rồi bây giờ chạy đi. Ủa anh có lấy nước mắm về không? Có mắm cho mình luôn. Trời ơi, đội số 2 quá trời, anh Tuấn Nguyễn ơi, trời ơi. Là anh có ủng hộ Dĩ Nhiên á. Dĩ Nhiên rồi, nói Dĩ Nhiên thắng kìa. Trời ơi, bây giờ họ chạy luôn cũng thắng đó hả? À, đúng rồi, vô tổng lãnh. Anh Khang Đặng ơi, lúc bảo anh ở bên Hưng Trần đó, lúc anh em mình bảo cũng bên Hưng Trần. Bà chạy mệt, bà vỗ cánh nó bay. Trời ơi, sao bay vậy? Bướm ra bướm đậu tự bay. Bướm đậu kìa, trời ơi. Người nào thương là tôi đậu một chỗ. Ngồi buồn mất, ngồi gì, ngồi buồn chặt bướm ra xem. Đến khi ghép lại có ai con người, con nào có cánh thì bay, con nào không cách đậu nghe mép lờ. Hay, con hay đó. Khoái, chị Nhiên hay. Lên, bánh mí nha. Trời ơi, hồi hôm qua hả, tôi xém được công an đó. Nó bắt tôi đi, giống như người trong thân tôi nói cho nó nghe vậy đó. Nó đang đứng bên kia, cái tôi đi ăn rồi cha bên đây, nó chạy qua luôn. Trời ơi, tôi nói chết mẹ rồi, sao đây tự nhiên người trong thân mét nó hay sao vậy á. Cái tôi nói, thổi một cái là tôi đi luôn á. Mấy đứa báo nói rằng, chắc xe gì á, nó thổi nó còn khóc nữa. Trời ơi, tôi sợ. Nó bắt người ta quá trời luôn á, bên đây công an nhiều lắm. Bây giờ có chạy không? Má đã chết má. Còn no chạy không nổi đâu má. Cái dòng tôi biết cười.
Bây giờ chị chấp anh cái Nguyễn đi. Chấp sao? Chấp kia mà chấp 1/3 được không? Quay chắc anh chạy trước 1 phút thôi. Rồi. Rồi. Mới lại xuất phát trước vậy á. Giống như từ đây chấp cái chiếc xe đỏ rồi. Giống như là từ đây từ cái xe đỏ ông chạy tới cái xe hơi là tôi bắt đầu tôi chạy. Xe đỏ hay xe nào? Xe giống nhiều quá, giống nhiều chạy xe hơi này nào. Không, mình tính tính đây nè. Đây nè. Ờ cái xe đỏ đó. Xe đỏ đó đó chị. Thì bây giờ mà đứng đứng ngay chỗ xe chứ đuôi xe của ông Thành nè, bà đứng ngay cây phượng nè. Ông đứng ngay cây phượng mà đứng ngay đuôi xe. Ờ. Rồi cảm ơn Nhàn Võ nha. Đó, chúc nhóm luôn vui vẻ vì sưng sức khỏe nha. Nhóm A luôn đoàn kết sống thực tâm với nhóm ông người trong nhóm Tinh Thần Mạnh Hùng Quân. Rồi số 2 nha. Đó, vết khăn đặng thì em cũng nói chứ lúc trước hết Cứu Nguyễn. Giờ đụng chuyện kêu Cứu Nguyễn vô thôi. Anh ba bò, chạy nhanh, chạy đi anh Cứu Nguyễn cho vui. Coi ghét giờ em bị cậu quả nhập ma luôn rồi. Kha kha kha, chạy ra chạy vô kha kha kha. Qua đây mới vui nè. Rồi, anh có muốn là em mua thuốc giúp anh không qua không? Bây giờ mình sung quá. Qua đây đi, qua đây đi. Qua đây giờ ông có 10 lời chú điệu lên. Cho con nói gì vậy? Anh muốn sao? Anh muốn em mổ mèo mấy vòng, 3 vòng hay 5 vòng? Chỉ cần qua đây nắm tay là không giải tỏa được tâm lý hả? Ê, ê, bữa đó ông trụng tôi, bây giờ tôi đủ. Trời ơi. Ờ, ngồi kế bên Cứu Nguyễn đi trời. Qua đây đi. Đổi đào má. Đó, đổi đào, đổi đào. Vô, vô dĩ nhiên. Kỹ quá cũng chết mà nội chứ không sống hoài ai. Lấy rồi. Lấy cái gì cho giống, sợ chứ Dũng dính. Ông bị bệnh trị luôn, đúng không? Rồi. Tôi phải nuôi con 4 năm. Bệnh trị mà ngồi vậy được hả má? Được. Phải nuôi con. Đó là bệnh trị á. Là bệnh trị á. Phải nuôi con 4 năm nữa là chưa có nuôi được năm nào chết chưa mất công đúng không? Đó gọi tướng đưa một câu qua cho chú Nguyễn nè. Cái cây là bự quá. Alo. Dạ. Em có về. Trời ơi, lo cho anh Cứng Nguyễn kìa. Phục vụ ông đến nơi đi đó. Cứ cứ a cái á luôn hả? Không được thì mua thuốc. Ê. Không được là mua thuốc. Trời ơi là trời. Không được là mua thuốc. Điếng này là chắc phải. Chị dùng lấy thuốc quá. Phải phải có cái kẹo ngậm á, bà bao giờ bà bán kẹo ngậm được đó, viên 45.000 viên. Thôi ngậm hoài không lên đâu má. Để đâu chờ ấm nước còn đây nè, để đây nè. Gà gà gà, có người nè, có người kêu chị nhảy giống kiểu này trên người anh Tấn Nguyễn nè. Cái gì chặt nước ra cái gì vậy? Ôi trời ơi, tôi không dám nhảy vậy đâu. Coi đâu vui vẻ mà. Ôi, anh Tấn Nguyễn chỉ ngồi im không được động đậy thì tự nhiên cứ lắc lư trên người anh Tấn Nguyễn, chịu không? lắc ra tâm chịu được. Người ta đó tắt like xuống mới ta hiện hình, còn hiện ra trước luôn. Dạ chào bạn, cứ Đặt Hùng, anh Khánh Đặng, chào anh Đặt Hùng, chào anh Sabo. Đó, chào anh Đặt Hùng, chào Đặt Hùng buổi sáng vui vẻ, anh Dũng Nguyễn, chào Đặt Hùng Mai Lê, chị Mai Lê, chào anh Sabo, chị anh Đặt Hùng, chào chị Mai Lê, chắc cứng chào chị Mai Lê. Tôi chạy xe về nó thổi. Bây giờ chị để xe đây, có người bắt cáp cho chị về. Chạy xe về đi, em chở chị ra đây. Xe đâu mà tôi đi. Nhà bà sát bên đây bà nội ơi, bà tưởng chị chạy cái gì nè. Chị nhậu đây. Lưu Long chở chị về, em chạy xe chị về nhà chị luôn. Xong rồi cướp xe cho chị rồi xong Lưu Long chạy. Tao nói mà nghe, tao nói mà nghe là tại vì bà không muốn nhậu, bà mới viện lý do vậy. Nếu bà muốn thích nhậu á, bà nói là lúc giờ bạn bè có khúc này hoạn nạn mà vậy. Còn nghe bà đừng có khi tôi nhậu với bà nha. Bà nên nhớ cái đây là tôi rồi, cái tôi đi mua đất mua đai tôi mua chưa được á, nãy tôi buổi lộn xe quá chờ luôn á. Bà nghe người ta chốt giá hết trơn rồi, mình chuẩn bị mình xuống cọc. Cái thằng ở bên dự án của mình nó nói sao, nó nói mình đi đái mẹ, nó nói ra làm sao bà chủ nhà đéo bán luôn. Tôi kêu ông là lúc mình đang có thời á, mình đang chốt đơn là không được đi đái. Đi đái nhìn đái luôn không? Thiệt, mắt lọc hết má. Trời ơi, hồi đó hả, tôi kệ nghe, kệ nữ trả lòng. Đó, giống như là tôi đang, con nhỏ đang chốt đơn tôi 10 mấy triệu luôn. Rồi, chào chị Hà Nguyễn nha. Ông thầy thông thử coi. Đó, chào bà bò, đi rồi, sao đi vô nè. Làm ăn cái gì đang có tài như đi đái. Ôi, cái bể bụng đái hả má? Ông ngưng một phút đó đi, rồi xong trong chuyện ông bán lại. Ông đi đái là mắc lọc hết. Tôi biết gì tôi không đi đái luôn á. Bây giờ đây là tôi không đi đái, tôi bán hết xong tôi đi đái. Vậy mà giờ chưa đi đái luôn mà cũng chưa có đơn luôn.
Thi anh Vũ Nguyễn, anh Bo Bo, chị Mai Lơi, anh em nha, anh em Tiến Minh Anh nói là can nét trái tim như bánh bông lan đó Minh Anh. Anh Vũ ơi, Vũ Long giao hàng xuống cho người thân của anh là nhanh Vũ Nguyễn. Đủ sáu rồi luôn. Để tôi bán má. Bột nêm 25k chai, bột nêm mặn 35k, da ua 25k, sữa 370 thùng. Da ua gì? Sakun. Dầu ăn 50k, mọi người ơi, thương em lên đơn, nước mắm nè, một chai 5 lít 100k. Mãi vô, đừng ai mua có nhiên nha, nó không nhậu em. Mọi người ơi, Vinh nặng cách bà nội luôn. Có gì cũng sợ. Ôi, tôi nhẹ nè ra. Giống miệng là mọi người ơi, lên đơn cho Nguyên một đơn thôi, hai đo hủ cũng được. Giữ sao em đặt giò heo giá cày. Giò heo nướng đi, đâu có được 2 lon. Vậy cho mà giữ gì. Người ta là thân thể, người ta cảm nhận được là bao nhiêu lon, giọng cảm lượng bao nhiêu lon. Mà bo lên 300 đô. Phải giò heo chiên đúng không? Còn có đúng rồi. Ó chẹt giò heo nướng á. Ta tướng Khang Đạm Mập Đức Minh Đắc Sa Bô đặt khùng kha 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 Khang Đặng toàn không có đời Nam A mà view lên 300 người xem vui vẻ anh Khang Đặng. Bà, đi. Bà hả uống 5 lon mà chưa xỉn hả luôn. Không vô xin cô bị xin. Mấy người này nhìn xạo không á. Tôi một miếng cà em ngồi với anh chị nè. Trắng tươi luôn á. Cái ai mà chơi với tôi là biết rồi. Không bao giờ có để ý chị bữa hổm đó. Em ngồi với chị. Không bao giờ mà ai mà chơi với tôi là biết là tôi không uống nhậu được. Uống nhậu một hồi. Ông cho một lon nha, tôi còn chạy lòng mà hai lon là tôi nằm luôn. Tôi chạy chiếu. Ủa giờ cho chị nằm thử lần đi. Là một lon là tôi chạy lòng, hai lon là tôi chạy chiếu. Vậy ông chọn cái gì? Chạy chiếu đi. Ông má này. Ý bà nói là một lon vẫn còn ngủ vậy được, hai lon mới nằm có cái động. Hai lon là tôi buồn ngủ à. Hai lon cho sướng má nằm không khỏe hưởng thụ. Nằm tự nhiên nằm đây chút nữa chị Nhiên lên là có một nước ở dưới là biết rồi, nín đáy không được. Trời ơi, hello anh đặt cùng ngày mới vui vẻ. Anh Kim Đê chào nha chị, coi chừng mua đập giùm em cái chai nước mắm mở hàng nhé chị. Rồi Mai Lê Quỳnh Anh Văn Nguyễn gì chị thấy rồi đúng nha em đặt nha. Rồi đặt ơi, cô Long đưa anh xuống, đưa anh cái hình nó lên con xuống, thoại gọi ra cái ăn đủ không? Anh lên lầu 3, ăn trước mình la la. Ai cũng ăn hết rồi, cái ăn thôi chứ anh kia làm gì. Cái rồi ạ. Mọi người ơi, dầu ăn